Xin chào cả nhà buổi sáng. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Thì hôm nay là sáng ngày 22 tháng 3 năm 2021. Em đi ra thăm vườn. Và cái bông trang mỹ vàng này của em ảnh nở rộ. Bây giờ em cắt vào để bàn thờ trưng nha cả nhà. Thì máy này là em để làm mẫu để chụp hình. Hiện nay ảnh đã nở bung ra hết rồi. Thì bây giờ em cắt vào để trưng trên bàn thờ. Ảnh cho sáng. Bây giờ em sẽ tiến hành cắt ngang đây. Cắt tới đây nha cả nhà, xuống hai cặp lá sâu xuống đây. Đây thì sâu quá ta. Anh nở bung hết rồi. Một hai ba bốn, xuống sâu xuống đây để cho ảnh lên nữa hay là trên này ta? Còn lá cho ảnh xuống tới đây được hả cả nhà? Bây giờ ở dưới này ra chỗ này, thân này già để cho ảnh ra cây okay nữa. Chỗ này mình chỉ cắt cái tường ở đây chừa một khúc cho ảnh lên tường. Đây là trong mỹ vàng nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ đem vào để lên bàn thờ trưng cũng. Rồi em chúc cả nhà ngày mới làm việc hiệu quả nha, và luôn vui vẻ như là cái bông màu vàng mỹ vàng này. YouTube video bên em. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.